Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Làng Nghệ Sĩ. Thưa quý vị, bước sang năm mới 2023, chương trình Làng Nghệ Sĩ thay đổi khung giờ phát sóng như sau. Kênh BTV1 Chủ nhật lúc 17:15 và phát lại vào lúc 6:35 thứ Sáu, 9:45 thứ Bảy. Kênh BTV2 thứ Hai vào lúc 12:15 và thứ Sáu vào lúc 17:45. Chương trình hôm nay xin giới thiệu đến quý vị tiếng đàn của anh Nguyễn Văn Sáng, một nghệ nhân sử dụng thành thạo hai nhạc cụ, đàn guitar và đàn kìm. Chỉ được học qua truyền ngón, nhưng nhờ có năng khiếu và đam mê, Văn Sáng đã tiến bộ rất nhanh. Ngón đơn của anh ngày càng mượt mà, ngọt ngào và đa dạng, nhưng vẫn giữ được nét chân chất mộc mạc như chính con người của anh. Nhà anh Sáng ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, nhưng hầu như giới đờn ca tài tử ở cả tỉnh Bình Dương ai cũng biết đến Văn Sáng. Sân chơi tài tử nào cần là anh luôn có mặt. Mọi người thích Văn Sáng bởi anh thuộc hầu hết các bản tổ, không ngại khó khăn đi lại, đặc biệt là có tiếng đàn điêu luyện. Tài năng, nhiệt tình và đam mê đã giúp cho Văn Sáng được yêu thích và tín nhiệm. Anh được mời làm chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương và mới đây anh được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Đam mê cải lương tài tử này hồi đó là lúc mười mấy tuổi, theo bà nội đi coi cải lương mà mê lắm. Cái năm 14 tuổi đi học ca, học đầu 2 năm bắt đầu học đờn, tiếp tục học đờn bên mấy bài nhỏ bên cải lương đó, mình đi đờn đó cũng thì đờn đi cho vui văn nghệ thôi chứ lúc đó không ăn tiền. Bắt đầu học nữa, học qua Nhật Lễ, lúc 28 tuổi học Nhật Lễ thầy Tư Quan bên Phú Dân. Nhật Lễ rồi đi theo Nhật Lễ ổng cũng mười mấy năm. Rồi qua dù học Nhật Lễ mà đi học tài tử nữa. Đi Nhật Lễ là tới lúc 35 tuổi mới nghỉ tới giờ. Rồi mình cũng theo thầy Tư Còn, theo Kiều My, rồi theo chú Minh Hữu, Ba Khanh, rồi học đờn theo siêu phụ Văn Hải nữa. Mình vừa làm nghề học mà, rồi cũng công tác viên đài truyền hình cũng mười mấy năm chứ. Thầy đứa con, thầy con mất 2011 rồi tới giờ mình cũng đi tham gia tài tử. Chứ tới giờ tham gia rồi vừa học tham gia vừa dạy nữa, dạy trường kỹ thuật nữa, dạy rồi đi với tài tử toàn quốc của trung tâm văn hóa, các huyện thị của Bình Dương mình, đợi hết tỉnh Bình Phước cũng mời rồi. Đồng Nai nói chung đâu mời mình đi đó. Tháng bằng ta học năm, hỏi không nói vậy á, nói cũng mười đó, mình sáng lắm, tên chân sáng quá. Thành tích là 2012 cũng đi huy chương vàng của Vĩnh Long, của trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Bình Dương mình. 14 khách liên quan đầu tiên của Bạc Liêu, huy chương vàng toàn đoàn,
rồi những huy chương bạc của Long An nhiều lắm. Còn thì cá nhân mình lại ít có độc đấu, không có cá nhân hòa đấu thì chung tập thể vậy. Còn giấy khen thì cá nhân thì bên sở, bên trung tâm văn hóa tỉnh, bên sở văn hóa tặng giấy khen mình cũng nhiều. Mình nhận được danh hiệu chủ tịch nước mà ký được người nhau tú là sở báo mình rất mừng vui, mình còn phấn đấu mình phải làm nữa. Mời lắm, trong cho em Út thì là khách á, mình lại chỉ cho nó biết được, ví dụ biết đời với ca mất mà hỏi học ai, nó học thầy nhân sáng gì mình cũng mừng, chứ không chủ yếu mà để lấy tiền ai hết. Bây giờ mình còn mạnh khỏe mình vẫn tham gia đó, chứ mình không nghĩ tham gia giúp thằng nào mà tới già thôi. Quý khán giả thân mến, chương trình Là Nghệ Sĩ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.